dương lịch 2021, tình yêu của 12 cung hoàng đạo. Chào các bạn, tháng 8 đã đến mang theo nhiều cơ hội tuyệt vời, hãy cùng FNL vận mệnh và nhân sinh khám phá những cơ hội và thông điệp cho đời sống tình cảm của 12 cung hoàng đạo nhé. Bạch Dương, vào ngày mồng 8, bạn muốn bắt đầu tháng sống theo ước mơ tuổi Tin của riêng mình. Hãy cùng người ấy tận hưởng phong cách học sinh cũ vui nhộn, không điện thoại thông minh, không nói chuyện công việc chỉ tán gẫu. Tất cả những thứ đó đều là tình yêu phải không? Ngày 16 khuấy động cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng cho đời sống tình cảm của bạn. Bạn sẽ hoàn toàn sẵn sàng thỏa hiệp, đặc biệt nếu điều đó khiến đối tác của bạn hài lòng. Ngày 22, bạn sẽ tìm hiểu xem làm thế nào để tìm được sự cân bằng tốt hơn giữa đời sống tình cảm của mình và mọi thứ khác. Có lẽ đã đến lúc bạn nên ra ngoài và tự mình khám phá thêm một chút. Kim Ngưu, hãy bình tĩnh và thư giãn, Kim Ngưu, vì cuộc sống tình cảm của bạn đang ở trong tầm kiểm soát trong tháng này. Đầu tháng 8, bạn muốn cùng người ấy tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ. Nếu bạn còn độc thân, bạn sẽ gặp khá nhiều người mới ở khắp mọi nơi. Ngày 22 khuấy động một chút dung cảm cho chuyện tình cảm. Kiểu như bạn có thể tổ chức một buổi dã ngoại sâm panh ấm cúng dưới những vì sao. Cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng bạn và người ấy chỉ cần vui vẻ trong tháng này. Và thực sự, không gì có thể tốt hơn thế. Song tử, bạn và người ấy sẽ có cùng bước sóng theo cách mà bạn chưa từng có trước đây và có nhiều cuộc trò chuyện vui vẻ vào đêm khuya. Ngày 16 sẽ kích thích một số năng lượng hẹn hò tuyệt vời cho bạn, vì vậy hãy hòa nhập. Bạn và người ấy sẽ được truyền cảm hứng để cùng nhau giải quyết một số dự án cải thiện nhà ở của bạn. Trong nửa cuối tháng, bạn sẽ nhận thấy cảm giác cân bằng tuyệt vời với cuộc sống tình cảm của mình. Giống như, bạn có thể dành cả ngày với bạn bè của mình và vẫn có nhiều thời gian cho một buổi tối lãng mạn với người bạn đời của mình. Cự giải, đây là vấn đề cự giải. Nếu bạn không nói về những gì bạn muốn thì khả năng là bạn sẽ không đạt được điều đó. May mắn thay, ngày mồng 8 thúc đẩy bạn nói về những điều bạn muốn. Và nếu bạn rõ ràng, bạn sẽ hiểu được. Nếu gặp ai đó mới, hãy siêu rõ ràng về những gì bạn muốn trong cuộc sống. Nếu không, cả hai bạn có thể sẽ lãng phí thời gian của nhau. Ngày 22 là một ngày siêu ngọt ngào đối với bạn. Vì vậy, hãy thắp một vài ngọn nến và sắm sửa những bộ nội y đẹp. Đó sẽ là một đêm đáng nhớ. Sư tử, một vài tháng nữa bạn sẽ cởi mở hơn với tình yêu. Ngày mồng 8 sẽ khiến trái tim bạn rộng mở. Bạn sẽ tận hưởng mối quan hệ của mình, hoặc nếu bạn còn độc thân, bạn sẽ thực sự để một ai đó mới bước vào cuộc sống của bạn. Vào ngày 16, bạn sẽ thấy mình và người ấy vô cùng ngọt ngào với nhau. Cách nói chuyện tử tế, nhẹ nhàng hơn này có thể duy trì sức mạnh. Sử nữ, bạn có kế hoạch gì vào ngày mồng 8? Bạn hãy làm ngay bây giờ. Gặp người ấy, cất điện thoại và thư giãn. Tận hưởng thời gian tuyệt vời với người ấy. Và nếu bạn đang độc thân, sao thủy thúc đẩy bạn lắng nghe trái tim mình. Có lẽ bạn nên đi hẹn hò giấu mặt trong nửa cuối của tháng. Sao kim khiến bạn trở thành phiên bản lấp lánh, lộng lẫy nhất của chính mình. Tốt hơn hết, hãy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò. Nếu bạn đã kết hôn vào cuối tháng, đừng quên yêu cầu những gì bạn muốn trên giường. Bạn sẽ nhận được nó. Thiên bình, dành thời gian cho đối tác của bạn là điều tuyệt vời, rõ ràng là như vậy. Nhưng vào ngày mồng 8, bạn sẽ cảm nhận được bạn may mắn như thế nào khi có một người thực sự yêu bạn. Trong nửa đầu tháng, sao kim thúc đẩy bạn tạo ra một nơi nghỉ ngơi với một người đặc biệt. Cho dù đó là chuyến đi cuối tuần vào phút cuối hay thả mình trong bồn tắm cùng nhau. Dù bằng cách nào, nó sẽ rất đặc biệt. Nếu bạn vẫn còn cô đơn, chỉ cần nhớ rằng,
ai đó thầm nghĩ rằng bạn là một người rất giỏi giang. Hãy chờ đợi nhé, bò cạp. Bạn biết những lúc bạn và đối tác của bạn rung động, bạn sẽ cảm thấy nó kéo dài cả tháng. Đây là thời điểm hoàn hảo để gặp ai đó thông qua những người bạn thân thiết của bạn nếu bạn còn độc thân. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, đừng ngại hẹn hò với cặp đôi khác. Xét cho cùng, có những người bạn là một cặp là điều tuyệt vời cho những chuyến đi chơi trong tương lai. Sao Thiên Vương khiến bạn muốn làm điều gì đó khác biệt một chút với người ấy? Cho dù đó là sự đổi mới trên giường hay chỉ là đi ăn ở một nơi nào đó không phải chỗ thường ngày sẽ đem lại cảm giác rất tuyệt vời. Nhân mã, lần cuối cùng bạn và người ấy ngồi xuống và nói chuyện không có sự phiền nhiễu là khi nào? Lấy một chai rượu vang, thả người trên chiếc ghế dài cùng nhau và chỉ cần thả lỏng. Điều đó sẽ rất tuyệt vời cho cả hai bạn. Thêm vào đó, ngày 22 khiến mọi thứ giữa hai bạn thật trôi chảy. Nó giống như bạn có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Nếu bạn vẫn còn độc thân, nửa cuối tháng mở ra tất cả các cơ hội để gặp một người mới thông qua bạn bè. Đảm bảo trả lời đồng ý cho bữa tiệc cuối mùa hè đó, nó có thể trở nên thú vị hơn bạn nghĩ. Mà kết, bạn biết rõ về việc dễ khiến trái tim mình tan nát. Ngày mồng 8 sẽ khiến bạn suy nghĩ về việc bạn muốn mở rộng trái tim mình đến mức nào. Bạn có cảm thấy sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo với người bạn đang gặp hay bạn cần thêm thời gian? Đừng để bất kỳ ai gây áp lực buộc bạn phải tiến nhanh hơn mức bạn sẵn sàng. Nếu bạn đã có đối tác sống cùng, hãy dành một chút thời gian để đánh giá lại liệu mọi thứ có đang trôi chảy hay không. Giống như, bạn sẽ mất gì để cảm thấy mình đã đạt đến sự hoàn hảo trong cuộc sống tình yêu? Bảo Bình, lúc nào bạn cũng là điều đáng mơ ước đấy Bảo Bình. Ngày mồng 8 khiến mọi người đều mong muốn ở bên bạn. Nếu bạn đã có đôi, người ấy sẽ nhớ rằng họ đã may mắn như thế nào khi ở bên bạn. Nếu bạn còn độc thân, hãy cởi mở với những cơ hội mới. Bạn sẽ nói chuyện đến khuya với một người mới và cảm thấy có một sự nhiệt huyết nghiêm túc. Đối tác của bạn muốn khám phá điều gì đó mới, một công việc khác, một căn hộ mới tuyệt vời. Đóng vai trò hỗ trợ sẽ khiến cả hai nhận ra rằng các bạn đã tạo ra một đội tuyệt vời như thế nào. Song ngư, bạn sẽ bắt đầu một tháng với một số rung cảm về mối quan hệ vững chắc đến với bạn. Lên kế hoạch cho một bữa tối ngọt ngào với đối tác của bạn hoặc dành một chút thời gian trên giường. Bất cứ điều gì bạn làm, nó sẽ trở nên kỳ diệu và nóng bỏng. Có thể hai bạn sẽ bắt đầu luyện tập chạy marathon cùng nhau hoặc khám phá một vùng lân cận mới. Dù bạn làm gì, làm cùng nhau sẽ khiến bạn xích lại gần nhau hơn. Nếu bạn còn độc thân, bạn sẽ gặp một người mới trong lịch trình thường xuyên của mình. Vì vậy, hãy để mắt tại phòng tập thể dục khi dắt chó đi dạo ở cửa hàng tiện ích. Sao Kim và sao Hỏa mang đến nhiều cơ hội cho bạn. Các bạn đã có đôi, hãy làm cho cuộc sống tình cảm của mình thêm thú vị. Còn các cô cậu độc thân, hãy đừng bỏ qua cơ hội tốt đẹp của mình trong tháng 8 này nhé. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và nghiệm lý.